Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, ARK Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, hello, xin chào các bạn đã trở lại với Rikaki Gaming. Và không do lý do vì sao mà đến ngày hôm nay thì đa số các kênh YouTube của các server của Free Fire trên thế giới đều chưa chiếu bộ phim Hayato thức tỉnh, giống như là những gì ở bên Ghana có chiếu trailer. Thì không biết là bao giờ bên Ghana chiếu trailer của chiếu cái bộ phim Hayato thức tỉnh này. Tuy nhiên thì ở một server đó là Free Fire Nam Mỹ thì họ đã sáng nay thì họ đã công chiếu cái bộ phim về Hayato thức tỉnh rồi. Và nếu các bạn nào chưa xem, các bạn có thể vào cái đường link mình để ở phía dưới phần bình luận để xem có đầy đủ tiếng động cũng như âm nhạc nhá. Còn trong video này thì mình sẽ chỉ chiếu lại bộ phim này. Tuy nhiên thì mình sẽ không để tiếng động gì để mình có thể diễn tả cũng như là mình có thể giới thiệu cho các bạn xem. Cái đoạn phim này nó mở đầu bằng việc đó là Hayato bị đánh bại bởi một kẻ địch. Sau đó thì anh ta hồi tưởng về quá khứ. Thì trong cái tình cảnh hồi tưởng về quá khứ này thì sẽ là cảnh của Hayato tập luyện cùng với cả một, không biết là cùng một đồng đội ở trong cái võ đường hay là ai, nhưng mà tuy nhiên thì cái anh chàng đồng đội kia có vẻ như khá tức vì Hayato đã làm cho anh ta bị thương và xiên cho anh ta một cái vào cánh tay bên tay trái. Và đó lý do vì sao mà Hayato bị mất một cánh tay và Hayato, cái tay trái Hayato là tay máy. Ok, và trong cái đoạn phim này thì nhân vật Moko cũng đã trở lại rồi và vẫn tiếp tục sử dụng cái chiêu trò đó là sử dụng UAV để tấn công đối phương. Nhưng chỉ tiếc lần này thì đối thủ của họ thì không phải là con người mà đó là những cỗ máy chiến binh. Đó là những robot, và tất nhiên là robot thì cái trình độ phải cao hơn con người rồi. Và sau đó thì chúng ta cũng nhìn thấy một cảnh đó là nhân vật Kelly thức tỉnh cũng có xuất hiện ở trong cái bộ phim này. Trong bộ phim này chúng ta chỉ có 3 nhân vật, đó là Hayato, là Kelly thức tỉnh, cũng như là nhân vật Moko mà thôi. Sau đó thì kẻ xấu đã quyết định lên một cỗ máy siêu to khổng lồ và có một pha bắn phải gọi là vãi hàng qua đại bàng vào phía của Moko và Kelly. May mắn hai cô nàng cực kỳ xinh đẹp của chúng ta đã thoát được trong tình huống này, và cái phát đạn đó thì đã gây sát thương cho một cái khu vực ở trên thành phố. Ở thời điểm này thì xuất hiện thêm một nhân vật khác nữa, đó là một con robot và có sử dụng kiếm rất là ghê, và tất nhiên là nó sẽ muốn ám sát đầu tiên là Moko. Sau đó Hayato có một pha gọi là giao tranh căng đét khét lẹt lẹt, chặt chém các kiểu đa điều, nhưng mà trình độ của Hayato chưa bằng con người máy này, và đó lý do vì sao mà anh ta lại bị đánh bại và ăn một cái cú chém rách ngực. Có nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao bị chém rách ngực mà không sao, thì cái phim nó như thế, đấy, thế nó mới là phim. Còn ví dụ như ngoài đời thì teo rồi, và cái con robot nó đã hủy luôn cái cánh tay máy Hayato bằng một cú đâm thẳng vào cái cánh tay trái bằng máy Hayato này. Thì thực ra thời kỳ đầu ấy, tôi cũng không để ý là Hayato là có một cánh tay bằng máy đâu. Khi mà con robot nó chuẩn bị kết liễu anh chàng samurai của chúng ta thì ngay lập tức đã có Moko yểm trợ. Với việc mà Moko có một cái pha yểm trợ rất chính xác như thế này thì khẳng định 99,69% thì đây sẽ là một cặp đôi ở trong Ghana Free Fire trong tương lai. Con robot nó quyết định là sẽ tung một đòn cuối cùng vào vị trí Hayato, và sau đó Hayato có một pha hồi tưởng về quá khứ. Thì khi mà hồi tưởng này chúng ta cũng thể thấy Hayato cảm thấy rất giận dữ về chuyện mình mất đi một cánh tay, sau đó thì được an ủi đến từ người mẹ của mình, và đây chắc chắn là mẹ Hayato rồi, không thể là bà nội hay là bà ngoại được. Thì anh chàng Hayato này tương tự như là Kelly, thì khi mà rơi vào trong một cái tình cảnh mà gọi là cận kề với cái chết thì nhân vật Hayato hay là những cái nhân vật của gia đình của cái dòng tộc Shimada thì họ đều có sự thức tỉnh. Thì tương tự như là nhân vật Kelly thức tỉnh ở trong cái bộ phim Kelly thức tỉnh mà chúng ta đã được xem cách đây khoảng 4-5 tháng thì Hayato cũng thức tỉnh, và anh ta sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Đấy, có quả cười trông rất khệnh, và quả này kiểu như là bố mày thắng chắc rồi. Vâng, chắc chắn là thắng rồi. Và Hayato tung ra cái chiêu đó là cái chiêu khiên dao mà chúng ta được thấy trong game. Tất nhiên thì vì đây là phim nên là cái khiên dao nó rất là bá đạo trong từng hạt gạo đấy, nó che đạn với các kiểu con đà điểu, con robot, thì nó không thể nào mà sử dụng cái súng máy bình thường để mà có thể hạ gục được Hayato, mà nó chuyển sang sử dụng cái khẩu đại pháo của mình. Nhưng mà tất nhiên là Hayato vẫn thắng thôi, vì thế mới là nhân vật chính chứ. Còn bây giờ thua thì không phải là game Free Fire nữa mà là game của robot à. Đấy, thì Hayato sau đó thì có một pha kết liễu đối phương bằng cách đó là vận hết gọi là 10 tầng sinh lực
rồi vận hết 100 tầng thành công lực để có thể có một pha gọi là quét qua người đối phương và hạ gục con robot này. Và cái bộ phim này nó kết thúc ở đây. Thì thực sự đây là một cái đoạn phim mà bên Nga Na Phi Phai họ đã đầu tư khá là nhiều, cả về hình ảnh cũng như là về gọi là những cái da đòn rồi âm thanh các thứ rất là tuyệt vời. Đấy, thì đó là về tổng quan về bộ phim. Tuy nhiên thì trong bộ phim này nó có rất là nhiều những cái điểm mà chúng ta có thể để ý. Đầu tiên là cái việc vì sao Hayato bị mất đi cho mình đó là một cánh tay, thì đó là bị một cái môn sinh ở cùng cái võ đường là có một pha xiên vào tay. Nhưng mà tôi chỉ hơi bất ngờ đó là có một cái thắc mắc là tại sao những cái môn sinh của võ đường ở trong khu vườn Yagami này họ lại sử dụng đó là kiếm thật để có thể tập luyện với nhau. Tại vì các bạn biết là các samurai ngày xưa mà tập luyện họ hay dùng kiếm gỗ, nhưng mà đây là những người dùng kiếm thật, và Hayato đã bị chịu sát thương từ chính người đồng đội của mình. Đó, tương tự như là cái bộ phim Kế Hoạch Đảo Quân Sự thì một lần nữa chúng ta lại được nhìn thấy nhân vật Moko, và Moko lần này thì có một cái ngoại hình nó rất là xinh đẹp và trẻ trung, tại vì là nó là hai studio làm phim hoạt hình khác nhau. Thì cái phim Kế Hoạch Đảo Quân Sự thì theo một cái phong cách vẽ khác, còn cái phim này thì nó theo một phong cách vẽ khác. Thì Moko ở trong phim này thì khá là giống với ở Moko ở trong game Nga Na Phi Phai của chúng ta, và chúng ta có thể thấy là Moko ở trong phim này thì vẫn có chiêu hack UAV để mà sử dụng UAV để tấn công. Thì mình nghĩ là trong tương lai thì Moko có thể là Moko nâng cấp, và Moko chắc chắn là sẽ không thức tỉnh được vì cô ta không thuộc gia tộc Shimada, nên là Moko sẽ có một cái kỹ năng gì đó liên quan UAV. Nhân vật tiếp theo thì ở trong cái ảnh này chúng ta có thể để ý đến cái mắt của nhân vật Kelly. Thì như mình đã nói ấy, những cái người của gia tộc Shimada ấy, ở khu vực vườn anh đào thì họ có một cái kỹ năng, có một cái gọi là dòng máu đặc biệt mà giúp cho họ có thể thức tỉnh cái kỹ năng của mình. Thì cái kỹ năng này sẽ thức tỉnh qua mắt. Ví dụ như là Kelly thì sẽ chuyển mắt qua màu đỏ, còn Hayato thì sẽ chuyển từ mắt đen qua mắt xanh. Đấy, thì anh em nào mà đọc Naruto thì thấy nè, nó cũng hơi quen quen đúng không? Vâng, nó cái gia tộc Shimada này thì có vẻ như là bên họ bên Gaina, khi mà họ thiết kế cái gia tộc Shimada thì họ đọc truyện Naruto hơi nhiều. Đấy, thế là nó giống như là cái mắt tả luân nhãn của người Uchiha ấy. Tức là khi mà bạn rơi vào trong một cái tình cảnh mà gọi là thập tử nhất sinh thì bạn có thể gọi là kích hoạt cái kỹ năng, cái đồng nhãn đặc biệt này. Thì tương tự như vậy thì ở trong Free Fire thì cả Hayato lẫn cả nhân vật Kelly của chúng ta đều thức tỉnh qua mắt đầu tiên, và khi mà thức tỉnh qua mắt thì họ sẽ nâng cấp cái kỹ năng của mình lên, nó rất là kinh. Đấy, thì nó khá là hay. Và cái biểu tượng của cái gia tộc Shimada này cũng đã xuất hiện ở trong cái đoạn truyện tranh vừa rồi chúng ta nhìn thấy. Nó là ba cái bông hoa anh đào. Ok, ở trong cái hình tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái con robot lớn của bên Nga Na Phi Phai mà đưa vào trong cái phim này. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trước ngực của nó để có cái biểu tượng của phe chân trời tương lai. Thì như vậy là ba cái thành viên đó là Hayato, Moko và Kelly, họ đang tấn công vào một cái cơ sở của phe chân trời tương lai. Nhưng mà không biết đây là thời điểm hiện tại hay là trong quá khứ hay là tương lai. Thì có vẻ như cái chuyện này thì nó sẽ diễn ra sau khi mà cái bộ truyện tranh về thức tỉnh của Gaina Phi Phai họ được làm ra. Và có vẻ như là cái phe chân trời tương lai thì họ cũng chẳng để ý gì đến sinh mạng của những người trong thành phố. Chúng ta có thể nhìn thấy là từ cái khu quân sự mà bên chân trời tương lai họ đang đóng quân, thì một cái quả đạn pháo bắn thẳng vào bên trong cái tòa nhà cao tầng ở trong thành phố mà chả có vấn đề gì cả. Nghĩa là cái phe chân trời tương lai này, ngay cả khi họ kiểm soát những cái thành phố này thì họ cũng không hề quan tâm đến gọi là sinh mạng của những cái người dân mà sống trong những cái thành phố xung quanh. Thì thực sự thì cái thế giới mà Free Fire họ đặt ra này, của cái cuộc chiến giữa phe chân trời tương lai và phe liên minh giải phóng, nó là một cuộc chiến hết sức bất ổn và khiến cho sinh mạng của những người trong thế giới này bị ảnh hưởng. Đến cái hình con robot này ấy, thì chúng ta có thể thấy là con robot này nó sử dụng kiếm rất là tốt và cái khả năng chiến đấu nó rất là tuyệt vời. Thì đây chính là cái dự án những cái siêu chiến binh bằng robot của phe chân trời tương lai, mà một trong những cái đại diện rất mạnh của cái phe chân trời tương lai này trước đây, một vật thí nghiệm, một con robot cực mạnh, đó là con Ngộ Không, thì đã thoát ra ngoài được. Sau đó thì họ thí nghiệm tiếp cái người máy thứ hai, đó là
A124. Và có thể là cái mẫu người máy thứ 3 này cũng là anh chị em gì đó với cả cái mẫu người máy ngộ không cũng là mẫu người máy A124. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái mẫu người máy này chiến đấu cực kỳ tốt, và thậm chí là Hayato là một samurai rất giỏi mà vẫn còn bị cái cỗ máy này đánh bại trong cái cuộc đấu kiếm. Và ở trong cái tình huống này thì khá thú vị khi mà cái con robot này nó đâm vào đúng cái vị trí tay trái mà Hayato trong quá khứ anh ta đã bị đâm phải, và khiến cho anh ta bị mất hẳn đi cánh tay trái. Thì thực sự là đây là một cái hình ảnh mà khiến cho người xem khá xúc động, và nó là một cái easter egg, một cái bí mật ẩn giấu ở trong cái video này để kết nối cái cảm xúc của người xem. Thì Hayato vẫn bị đâm trúng vào trong cái vị trí mà anh ta đã bị đâm ở trong quá khứ đó. Thì đây cũng là một cái đòn chí mạng mà giúp cho con robot nó phế luôn cái cánh tay máy của Hayato. Tuy nhiên thì sau đó chúng ta thấy là khi mà Hayato thức tỉnh lại thì anh ta hoàn toàn có thể phục hồi lại cánh tay máy này. Thì như vậy chúng ta thấy là cái kỹ năng, cái gọi là cái tiềm ẩn ở trong cái gia tộc Shimada này thì không chỉ là cái giúp cho cái nhân vật tăng thêm sức mạnh, mà cái dòng máu của gia tộc Shimada này thậm chí là còn chữa lành không chỉ ở vết thương về vật lý mà còn chữa lành luôn cả những cái máy móc gắn lên người. Ở trong tình huống này chúng ta có một pha cứu nguy đến từ vị trí của Moko, và cái pha mà bắn này của Moko để cứu Hayato thì cũng phần nào khẳng định luôn là Hayato và Moko trong tương lai bên Ga nào sẽ xây dựng thành một cặp đôi chính thức của Ga Na Fifi, tại vì chúng ta không thấy bất kỳ thêm một nhân vật nam nào xuất hiện trong video này. Trở lại với quá khứ thì có thể thấy là Hayato thì anh chàng này khá giận dữ khi mà anh chàng này bị mất đi cho mình một cánh tay, và chúng ta có thể nhìn thấy là anh chàng này sử dụng cánh tay để đấm vỡ kính của cái bệnh viện nơi mà anh chàng này đang được chữa trị. Thì chúng ta có thể thấy là cái gia tộc Shimada này cũng là một gia tộc mà tương đối giàu có, tại vì để mà bạn được nằm riêng một mình một phòng bệnh như thế này thì không hề đơn giản chút nào. Chưa kể là các bạn nhìn thấy ở phía bên ngoài cửa sổ thì đó là một thành phố cực kỳ lớn và hiện đại. Thì theo mình thì gia tộc Shimada này cũng là một phe phái tương đối quan trọng ở trong thế giới của Ga Na Fifi, và thật may mắn là họ lại đứng về phe Cybernetica, tức là một trong những cái phe mà gọi là hướng thiện ở trong thế giới này. Thêm một điều nữa thì sau ở trong cái tình huống ở trong quá khứ ấy, thì anh chàng Hayato này khi mà bị đồng đội của mình đâm vào cánh tay trái, thì khi mà tỉnh dậy thì anh chàng này cũng cảm thấy rất thất vọng và bất ngờ khi mà cánh tay của mình hoàn toàn thay thế bằng cánh tay máy. Và cái cánh tay máy này của Hayato thì có liên quan gì đến phe chân trời tương lai hay không thì cái đấy chúng ta sẽ còn phải biết ở trong tương lai. Và trong tình huống này chúng ta thấy là mẹ Hayato thì có vẻ như là một người cực kỳ là yêu thương con mình và đã có những cái an ủi, và chính cái sự hồi tưởng này đã giúp cho Hayato kích hoạt được cái dòng máu của mình và trở thành siêu nhân. Đại khái là như vậy. Và tự nhiên đang bình thường lại có thể kích hoạt được dòng máu thì phải là hồi tưởng lại cái gì, các bạn đọc truyện anime manga bạn biết rồi đấy, phải có thông não chi thuật anh em ạ. Thông não chi thuật phát hình hóa anh siêu nhân ngay. Và sau đó chúng ta thấy là Hayato chuyển từ đơn kiếm sang song kiếm, và anh chàng này có hẳn một cái thanh gươm ánh sáng. Thì tôi không biết là ông này ông rút cái kiếm thứ hai ở đâu ra. Thì trong cái đoạn này anh em cứ xem kỹ đoạn phim, anh em sẽ thấy đầy sự hư cấu. Và cái trang phục của Hayato cũng được thay đổi, tức là chuyển từ tông màu đỏ sang tông màu xanh, và cánh tay máy cũng được gọi là phục hồi một cách 100% luôn. Đấy, ảo diệu thế, không chỉ chữa cả người mà chữa luôn cả máy. Sau đó thì Hayato có một pha tường gió. Đấy là game khác thì mới gọi là tường gió, còn đây chúng ta sẽ gọi là một cái lá chắn, và chúng ta gọi là lá chắn. Và khác với ở trong game chúng ta chỉ đỡ tối đa 50% sát thương thôi, thì ở trong cái bộ phim này Hayato có thể đỡ được 100% sát thương, không có bất kỳ viên đạn nào từ con robot có thể gây sát thương anh chàng Hayato được. Và sau đó thì Hayato có một pha gọi là lao thẳng tới cái loạt đạn của cái gọi là loạt lửa của con robot để có một pha chém xuyên qua. Thì nói chung là cái này nó cũng hơi hư cấu, nhưng mà đây là một cái tình huống mà theo mình đánh giá nó rất drama. Và lúc đầu thì mình cứ nghĩ là con Hayato này ở trong game Ga Na Fifi ấy, khi mà thức tỉnh lên Hayato lửa xanh này thì nó sẽ phải cầm song kiếm chặt chém như nào đấy. Đấy, nhưng mà ở trong game thì một kiểu, nói chung là làm phim thì nó có nhiều yếu tố hư cấu lắm, nên là anh em cũng phải chấp nhận chuyện đấy thôi. Đấy, làm phim thì nó phải khác game. Trong game thì chúng ta sẽ chỉ thể hiện được một phần cái sức mạnh của Hayato thức tỉnh thôi, còn tất nhiên là trong phim thì thích múa ấy nào mà chả được. Thì đây cũng là một hình ảnh mà tương đối đẹp khi mà Hayato cắt xuyên qua cái đòn bắn của cái con robot này, và sau đó thì hạ đẹp con robot này luôn.
Thì ở trong cái sự kiện mà Hayato thức tỉnh này ấy, thì mình để ý có một điều, đó là Hayato cũng như là Kelly họ là cùng một cái dòng họ, và cái dòng họ này thì nó có một cái dòng máu riêng. Và không biết là sau này bên Gaena họ có ra mắt thêm một nhân vật nào của gia tộc Shimada hay không, hay là sau này thì cái vấn đề thức tỉnh này thì nó chỉ có ở dòng máu Shimada, hay là nó còn có những nhân vật khác nữa. Và theo mình thì ví dụ như nhân vật như kiểu Moko ấy, thì hay là Misha hay Masim ấy, thì sau này họ có thể phát triển cái kỹ năng của mình theo một hướng khác, mà mở ra một cái nhân vật mới thay vì là theo cái mô típ thức tỉnh. Bởi vì cái mô típ thức tỉnh, cái kiểu thức tỉnh này có lẽ là nó cũng đã qua rồi. Ở trong cái đoạn hồi tưởng về gia tộc Shimada thì chúng ta có thể nhìn thấy là Hayato có cãi nhau với một người mà có vẻ người này là cha của mình, và có vẻ người này là cha của Hayato, có vẻ là cha Hayato, và anh ta thì không được gọi là hòa đồng cho lắm. Và Hayato quyết định là sẽ đi tìm Kelly để mà có thể gọi là hoàn thiện cái di nguyện của gia đình của Kelly, cũng như là tái hợp lại cái gia tộc Shimada của mình. Có thể thấy là họ sống ở trong một cái thành phố mà rất là lớn, hiện đại, và cái gia tộc này cũng là một gia tộc khá là giàu có. Đó là tổng hợp những cái nội dung mà mình phân tích về cái bộ phim về Hayato thức tỉnh. Thì đúng như mình dự đoán từ cái thời mà mình phân tích cái video Kelly thức tỉnh ấy, thì nhân vật tiếp theo sẽ là Hayato. Và có vẻ như với cái việc mà bên Gaena hé lộ khá nhiều này, thì cái nhân vật tiếp theo sẽ được nâng cấp thì sẽ là nhân vật Moko, hoặc chúng ta sẽ có một cái câu chuyện sâu hơn về Moko cũng như là Hayato. Thêm một cái hay ho nữa là có vẻ như là cái gia tộc Shimada này họ còn có rất nhiều kẻ thù, và những cái kẻ thù này ăn mặc như là những ninja. Thì không biết là trong tương lai thì bên Gaena có đưa thêm những cái câu chuyện về Hayato cũng như là cái tổ chức mà mặc áo đen giống như ninja này hay không. Và ở trong cái chuyện này chúng ta có thể thấy là Hayato đã thức tỉnh rồi, và cái những cái tranh mà ở trong cái phần thức tỉnh ở trong game Gaena Free Fire ấy, thì nó nói về câu chuyện sau khi Hayato đã có thể thức tỉnh được. Tức là nói chung ở trạng thái bình thường thì Hayato sẽ vẫn là cánh tay đỏ, bộ quần áo đỏ, nhưng mà khi thức tỉnh thì chuyển thành áo xanh, bộ quần áo xanh. Thì đó là một số những cái nội dung mà mình phân tích cũng như mình phát hiện ra khi mà xem trong cái bộ phim Hayato thức tỉnh. Thì nếu như bạn chưa xem, các bạn có thể lên các kênh của Gaena để xem lại phim này nhá. Còn nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, thấy video của mình thú vị, đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.